kèo ba ba xã nha các bạn. Hồng Cá Bắp đối đầu bên kia tiến xuống bờ, phát bóng quá tốt của cầu. Điểm 1-0 bên này cầu chiều chừng 2 và Hồng Cá Bắp bên kia Miên tiến xuống bờ và chuyền 2. Tiến xuống bờ có cổ tay quá dẻo nha các bạn. Điểm 1 đều. Một đều. Điểm 2-1. Điểm 2 đều. Ba hai cho tiếng super. Phát bóng ra ngoài, điểm 3 đều các bạn. Điểm 4-3. Bốn điều nha bạn. Phát bóng ăn điểm trực tiếp của cầu. Điểm 5-4. Phát bóng ra ngoài. Điểm 5 đều. Điểm 5 đều. Không có bắp. Gõ cổ tay quá tốt nha bạn. Điểm 6-5. Đừng giỡn như không có bắp nha. Hay lắm á. Điểm 6 đều. Phát bóng ra ngoài.
76. Điểm 7 đều. Hai bên nhét ngang nhau các bạn. 87 đổi sân. 97 cho bên phía anh Hồng Cơ Bắp. Điểm 17. Lưới tiếng súp bờ luôn nha các bạn. 11-7. Mặt bóng ra ngoài. 8-11. B ăn 6 á. B ăn 6 kìa. Ai lấy cục ra dưới vào. Anh chị Bành quá khéo mà ra ngoài nha bạn. 9-11. Bóng ra ngoài 12-9. Chết luôn. 13-9. Bóng dưới lưới của cầu. Điểm 10-13.